Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ test sức mạnh của cục đẩy này các bác nhé. Test sức mạnh cục đẩy của MUX LA450. Cục này với công suất cho ra là 400W trên một kênh. Thì hôm nay em có test sức mạnh của nó và độ chịu đòn của nó như thế nào. Thì hôm nay em có ghép với lại một đôi bát 40 KT15 với công suất là 550W một quả, để xem sức mạnh của con này và độ lì lợm, độ trâu bò của con này đến như thế nào các bác nhé. Những đôi bát 40 với công suất 550W với 400W trên một kênh của một con đẩy thì nó sẽ đánh như thế nào các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ test thử nhạc, thì em sẽ cấp trực tiếp nhạc vào đẩy và từ đẩy sẽ phát ra loa luôn. Mỗi một kênh em sẽ cho đánh với một quả KT15 xem sức mạnh của nó như thế nào, độ chịu đòn của nó có khỏe không các bác nhé.